Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay ba cậu cháu mình sẽ thử thách bắt cá dưới ao. Hiện tại thì đây, nhóc này nè, mới bắt được một con ốc. Còn đây là dụng cụ. Đây, dụng cụ chỉ nhiêu đây thôi. Bắt đầu mình sẽ quay sơ cái ao cho các bạn cùng xem nha. Mình đã đang xả nước nhưng mà ống nhỏ quá, nước nó chưa hết nữa. Đây là cái họng xả nước các bạn, xả từ 9 giờ sáng tới bây giờ, mà bây giờ thì 1 giờ rồi mà chưa xong nữa nè. Đấy, các bạn thấy chưa, còn hai nhóc nó đang tập bắt cá bằng vợt. Một đứa thì bắt cá bằng tay, gọi là siêu cao cấp. Chào các chào chào mọi người đi. Đứa cháu nó đang mò cua bắt ốc. Có bắt dòm nữa các bạn. Nhóc Long này nói là cái góc kia nhiều lắm, con bự bự không à. Bây giờ chúng ta qua đó nha. Ao này không có cá to lắm đâu, tại vì ăn suốt ngày mà, ao này để ăn chứ không phải là ao nuôi để bán, cho nên là rất ít cá to. Đây nè, trong mấy cái bãi cỏ này nè, nhiều lắm. Ốc nữa. Ê, đi ra kia kia, đi im, 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 một bầy có con luôn kìa, đi im. Im coi, bắt bỏ xuống ao dưới. Ôi trời, được có con mà. Mạnh quá, mình đưa mạnh quá. Ốc kìa, ốc kìa. Được cá nhỏ không à. Cá này bây giờ mình chuyển xuống ao dưới nha các bạn, chứ không ăn cá này đâu. Không được, xíu nữa để xin để nước cạn xíu nữa đi. Trời, nhỏ nhỏ xinh xinh bên ao cá. Cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Wow, các bạn, thằng cháu nó mới đạp được nè, con bự quá trời nè, con này còn bự hơn con hồi nãy nữa, bằng cái bàn tay luôn nè, ghê không? Nhìn nhìn thấy ớn liền. Đây nữa nè. Đây nữa, cả ốc nữa. Ốc này là mới bắt được nha các bạn, còn ốc kia là đem vô trong chòi rồi. Mình xin kết thúc tập 1 tại đây nha các bạn. Bây giờ thì cũng trưa rồi, cho mấy đứa nó nghỉ trưa chứ nắng quá. Rồi lát nữa nước cạn thì cậu cháu mình sẽ làm tiếp clip tập 2. Xin chào.